Khoảng 16 giờ 40 phút chiều ngày 17 tháng 5, tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex nằm bên quốc lộ 49 thuộc địa phận phường Phú Thượng, thành phố Huế, xảy ra vụ cháy dữ dội. Thông tin ban đầu, ô tô 75A06921 do một người đàn ông điều khiển vào đổ xăng. Bơm xăng xong, ô tô di chuyển, nhưng có thể do tài xế đạp nhầm chân phanh qua chân ga nên ô tô lao thẳng vào hai cột xăng dầu tại cửa hàng rồi bốc cháy dữ dội. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều một số xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy sau khoảng 30 phút. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng cháy rụi hai cột xăng và một phần ô tô. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả.